Cửa hàng Nông Cơ Phúc Luân xin kính chào đến tất cả mọi người. Địa chỉ cửa hàng Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận. Số điện thoại 034 434 1710. Số điện thoại em có sử dụng Zalo, Facebook nha mọi người. Thì hôm nay em giới thiệu cho tất cả mọi người một cái con máy cưa xích Estin. Đó. Con này thì em đã vừa rửa xong ha. Đó, vừa rửa xong. Thì con này là con Estin 020 nha mọi người. 020. Cái tin 020 này thì nó có cả tay cục và tay dài. Thì chú mất mọi người, đây là một con máy cưa tay dài ha. Đó. Con này thì độ xuất sắc của nó đẹp thì phải nói là 98% nha, như mới. Đây là cái chụp giật này. Trắng tinh luôn này. Chưa xài nha. Cộng xích này. Đó, xích này mọi người nhìn thấy dâu xích mới không? Đó, xích này là xích nguyên riêng theo máy nhé, xích bãi. Đó, xích Estin nguyên riêng theo máy. Đó, như mới luôn. Đó, cây lam của nó này. Đó, chưa chạy sơn. Đây ốp giật. Đó, phần xích nha, còn trắng tinh luôn. Đó, thì đời năm sản xuất của con này là sản xuất năm 1999 nhé. Đó, đời rất mới và đời rất là cao mà chưa sử dụng. Đó, đặc biệt con này của Đức nha. À, Martin Germany. À, máy này của Đức luôn. Nguyên zin, rất là đẹp. Đây. Đó, phần mặt lốc trước của nó này. Đó. Đây. Mọi người có thể nhìn qua cái hàm rộng ha. Đó, 7 màu luôn, 7 sắc cầu vồng. Tất cả đồ tăng sên và kể con ốc này, nó đều còn 7 màu hết. Đây. Đó, nhận con ốc ngôi sao lục giáp bông. Đó, quay cận cảnh cho mọi người xem. Đó, đều là 7 màu hết nha. Đó, máy rất mới luôn. Đây. Đây. Giá của con này 3.500.000 đồng nha mọi người, hàng mới về luôn. Thì mới vừa rửa ra vệ sinh xong ha. Đây. Đó, rất là đẹp. Con này mọi người sử dụng gia đình ha, hoặc là đi khai thác tầm trung, rất là ok. À, con này xài, nếu mà xài nhớt chuẩn thì không biết khi nào mới hỏng. Máy móc thì nguyên zin 100%, nguyên zin 100% nha mọi người, rất là bền. Con này xài nói chung là tua rất là cao ha, nó nồng nằm mà 40 ly thì quá ngon luôn, xài rất là ngon. Với thương hiệu Estin mà nó được sản xuất tại Đức nữa, nó máy nguyên zin chính hãng của Đức. Đó, của Đức nó xuất qua Nhật nhé. Đó, Nhật rồi mời sau đó mới về Việt Nam. Đó. Rất hiếm khi mà có những con đẹp như vậy, thì mọi người nhanh tay chốt con này về ha. Đó, chỉ có một con duy nhất thôi. Rồi, mọi người ai có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0344441710 để đặt hàng. Thì bên em có xài Zalo, mọi người kết bạn qua Zalo ha. Đó, con này nổ rồi mọi người, về là nổ rồi ha. Nhưng mà gỡ ra rửa rồi sẵn đây rửa rồi quay chi tiết rồi kết cấu ở bên trong máy và nó đẹp như thế nào, quay lên cho mọi người xem rồi mọi người ưng ý thì mọi người lấy ha. Chứ thực chất là con này nó đã nổ tại bãi rồi. Đó, ốc ác nó mà nó vàng như này thì không có lý do gì mà con máy này nó không nổ và trục trặc hết. Quá mới, mọi gọi là quá mới luôn nha. Quá mới, bao nguyên zin. Rồi, giá của em này là 3.500.000 đồng nha mọi người. Hàng này là hàng siêu tầm, hoặc là hàng đi cưa mà còn rất là mới luôn. Rồi, mọi người đăng ký kênh nhé. Nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông nhận thông báo, ủng hộ cập nhật những video mới nhất tại cửa hàng nhé. Bên em cũng còn rất là nhiều sản phẩm muốn giới thiệu cho mọi người nha. Mọi người đăng ký kênh để theo dõi nha mọi người. Xin chào và hẹn lại mọi người những video lần sau nha.